Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí trong đạo tràng. Hôm nay chúng ta bước qua cái tuần lễ Phật đản. Chúng ta tất cả hàng đệ tử của Phật trên khắp hành tinh đều hướng niệm về Đức Thế Tôn, bậc tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của mắt, sự xuất hiện của mắt lớn, sự xuất hiện của đại quang, đại minh, sự xuất hiện của ánh sáng, sự xuất hiện của trí tuệ, của giác ngộ, của bình minh chân lý. Và tất cả hàng con Phật chúng ta trong cái mùa Phật đản này đều là hướng niệm, nghĩ nhớ, tưởng nhớ, đảnh lễ, nhắc, ôm, nhớ, nghĩ về sự xuất hiện của một bậc đại vĩ nhân trên hành tinh này. Thứ sáu vừa rồi thì con có chia sẻ về 18 điều chưa từng có, hiếm có của Đức Phật ở trong chương trình và học online của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Là khi mà Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất mà giáng thần là chánh niệm tỉnh giác, tức là Ngài biết, Ngài chọn cái chỗ Ngài đi xuống, Ngài chọn ai làm cha làm mẹ của Ngài. Và trong khi mà Ngài đi vào trong bào thai đó, Ngài thấy biết hết, gọi là chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát nhập mẫu thai. Mà khi mà Ngài đi vào trong bào thai đó thì nhiều cái lạ, nhiều cái đặc biệt, nhiều cái điều hiếm có, hy hữu, chưa từng có xuất hiện. Từ hào quang ánh sáng cho đến là địa cầu này chấn động hết, rung chuyển hết. Nhưng mà đặc biệt á, là chúng ta nghe nói là địa chấn chúng ta sợ phải không? Không, không có ai bị tai nạn hết, không có cái vật gì bị đổ hết á, vẫn còn nguyên, chỉ có rung chuyển thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp rất là nhiều cái bài kinh mà có thể trước giờ chúng ta chưa từng được nghe, để chúng ta quán niệm, nhớ nghĩ về ân đức công hạnh trí tuệ, tấm lòng đại bi của Đức Thế Tôn. Đầu tiên là Minh Thành nhắc lại cái bài kinh Động Đất cho quý vị thấy là có 8 lý do đất này sẽ rung chuyển. Và trong đó là cái lý do mà chúng ta muốn nói là cái lý do mà lúc Bồ Tát là vào thai mẹ và ra khỏi thai mẹ thì quả đất này rung chuyển hết. Đây là cái bài kinh Động Đất
là do ngài A Nan thưa hỏi Đức Phật mới nói. Khi mà Đức Phật cứ gợi ý nhiều lần là các bậc chánh đẳng giác là có thể ở lại một kiếp, cái tuổi thọ của ngài ngài có khả năng kéo dài một kiếp trái đất á, chứ không phải một kiếp của con người 100 năm đâu. Tại vì các ngài đã tu tập tứ nhị túc, thì các ngài muốn sống bao nhiêu là các ngài sống. Nhưng mà ngài gợi ý 3 lần mà ngài A Nan lúc đó là cái tâm á là bị che, bị loạn, cho nên không có thỉnh Đức Phật ở lại. Chứ Đức Phật gợi ý mấy lần á là các Đức Như Lai tu tứ thần túc thành tựu viên mãn, có thể nếu muốn sống một kiếp, kiếp trái đất á. Chúng ta hiểu cái từ kiếp trái đất không ạ? Là lâu dài lắm, từ khi trái đất thành lập cho đến tan hoại á. Nhưng mà Đức Phật gợi ý gì mà ngài A Nan không có thỉnh Phật ở lại. Đó thì cái lúc đó ngài cũng cái tâm ngài bị che đậy và ma dương cũng quấy nhiễu nữa, ác ma cũng quấy nhiễu thiền ma. Cho nên đó là ngài A Nan không có thỉnh, cho nên Đức Thế Tôn quyết định là thâu thọ mạng lại. Tức là sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng nữa. Thì khi mà ngài A Nan không có thỉnh đó, thì chút xíu ác ma tới thỉnh. Nói Thế Tôn, bây giờ ngài có đệ tử của ngài hết rồi, tỳ kheo ni ha, là hay là các vị tỳ kheo bên Nam, tăng ni có đầy đủ, bốn chúng có đầy đủ, giáo pháp của ngài giảng đã đầy đủ hết tất cả rồi, tất cả là những có nhiều bậc thánh, thánh chúng tu thành tựu mà ngài lúc trước ngài nói, khi nào mà ngài có đầy đủ đệ tử, pháp của ngài được lưu bố rộng rãi thì ngài nhập Niết Bàn. Thôi giờ ngài vào Niết Bàn đi. Thì Đức Phật thấy cái cơ duyên đó cũng tới rồi, thôi ngài hứa là 3 tháng sau ta vào Niết Bàn. Thì lúc ngài vừa hứa đó thì trái đất rung động, cả cái địa cầu rung chấn hết. Thì ngài Nan mới lúc đó mới tỉnh, thấy sao mà động đất vậy. Thì ngài đi vô hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới nói này, A Nan, có 8 nhân, có 8 duyên khiến cho đại địa chấn động. 8 cái lý do mà động đất. Này Ananda, đại địa này thiết lập ở trên nước. Đất của chúng ta đó là nó nằm ở trên nước. Nước á là nó ở trên gió. Phía dưới nước là gió. Phía dưới gió đó là hư không. Cho nên này Ananda, đến thời gió lớn thổi lên, khi gió lớn thổi lên nước rung động, và khi nước rung động thì quả đất này sẽ rung động. Đây là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Thành ra thường thường mình bị động đất là này nè, là ngài thiên nhãn của ngài nhìn thấy hết trơn, ta hiểu tại sao nó động đất. Là thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là gì? Là các vị sa môn, các vị tu hành á mà có thần thông á, tâm tự tại, hay là hàng chư thiên có đại thần thông, có đại oai lực, những vị này tu tập địa tướng có hạn, thủy tưởng, địa tưởng, thủy tưởng vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đây là nguyên nhân thứ hai. Những vị tu hành có thần thông và chư thiên có thể làm cho trái đất này rung chuyển. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là gì? Đây bắt đầu mới vào chính. Lại nữa nè Ananda, khi Bồ Tát từ bỏ thân chư thiên ở đâu xuất? Tức là ngài mạng chung qua đời ở trên cõi trời á, thì ngài đó chánh niệm tỉnh giác vào trong thai mẹ. Khi đó
quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nguyên nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến cho địa cầu chấn động. Cho nên chúng ta mới nghe cái câu là cả cái trái đất này rung chuyển khi mà Bồ Tát đảng sanh á. Thì đây là tiếp theo. Lại nữa nè, anh ra khi mà Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi Ngài lọt lòng mẹ, lúc đó Ngài biết hết. Đây là những cái điều mà chưa từng có, hiếm có hy hữu ở trên đời. Tại vì Ngài đó đã tu tập nhiều kiếp, nhiều đời rồi. Cho nên Ngài không có mê như mình. Mình ở đâu mình chung ra đây, mình cũng không có biết. Nghiệp nó lôi mình, nó kéo mình. Chứ mình có biết ở đâu, từ đâu mình đến đây, ở dưới lên hay là ở trên xuống, hay là đi ngang, mình cũng không biết. Nhưng mà Ngài đó là chánh niệm tỉnh giác đó, là Ngài biết hết từng cái giai đoạn. Thì khi mà từ ở trong thai mẹ Ngài á, được mà hạ sanh á, thì lúc đó địa cầu này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đặc biệt á, là Bồ Tát đản sanh á, là bà mẹ không có nằm sanh này, không có ngồi sanh mà đứng sanh. Và khi sanh ra Ngài thì lúc đó đó không phải loài người đỡ đâu. Bốn vị thiên tử, bốn vị thái tử cõi trời đỡ Ngài trước, rồi sau đó mới tới loài người. Mà khi mà đỡ Ngài xong rồi đó, thì cái lúc đó là ở trên trời xuất hiện hai cái dòng nước, một dòng nóng, một dòng lạnh, rót xuống tắm cho Ngài. Bởi vì Ngài là thầy của chư thiên và loài người mà. Thì bây giờ đệ tử của Ngài lo cho Ngài chuyện bình thường á. Tất cả vua trời là đệ tử của Ngài mà. Thì tới khi mà Ngài sanh ra như vậy thì trên trời xuất hiện hai dòng nước. À, mà sau này ta gọi là Cửu Thủy Phúng Long Thiên Ngoại Lai đó, là chín dòng phun nước đó. Rồi sau này nói, nhưng mà trong Nikaya không có nói vậy, là hai cái dòng nước từ ở trên hư không á tuôn xuống, một dòng nước ấm, một dòng nước mát tắm cho Ngài. Và đặc biệt là gì, là thân thể của Ngài đó không có dính một chút xíu mủ, một chút máu, một chút nước ói nào hết đó. Đó là cái điều mà bất khả tư nghị, hiếm có, chưa từng có. Là không có dính dơ ở trong bụng mẹ, không có một cái gì dính vô được hết. Mà khi Ngài sanh ra đó là hai chân đứng vững ở trên mặt đất. Và lúc đó là chư thiên cầm cái lọng báo che trên đỉnh đầu. Và Ngài nhìn về phương Bắc, nhìn vào các phương và tuyên bố ta là bậc tối tôn, tối thượng, là bậc cao quý nhất ở trên đời. Đây là cái kiếp cuối cùng, không còn một đời sống nào khác nữa. Khi Ngài tuyên bố lúc đó là địa cầu rung chuyển hết. Nhưng mà đặc biệt là rung chuyển nhưng mà không ai bị tai nạn, không có đồ đạc gì bị phá vỡ hết á. Cái đó mới đặc biệt. Chúng ta thấy thần diệu không? Đó là bậc đại đạo sư của mình đó. Mà nhiều khi quý vị đi chùa mấy chục năm chưa nghe được cái này phải không? Chưa biết phải không? Về nghe lại cái bài là mới giờ thứ sáu vừa rồi là Minh Thành có giảng ở trên Phật Học Online đó, là Đức Phật đản sanh như thế nào. Và bữa nay là bài tiếp, rồi lần sau tới rằm mình cũng tiếp tục cái này nữa, chủ đề này nữa. Nhiều cái bài kinh lắm, diễn tả lắm, chứ không phải một bài đâu. Thành ra là đó, khi mà Ngài sanh ra như vậy đó thì chư thiên mới cầm cái lọng trắng che ở trên đỉnh đầu Ngài, và Ngài bước đi bằng hai cái đôi chân của mình thăng bằng vững chắc, nhìn về hướng phía Bắc, sau đó nhìn khắp tất cả các phương. Và Ngài đó là tuyên bố là ta là bậc tối tôn, tối thượng, bậc tôn quý nhất ở trên đời này. Đây là đời sống cuối cùng sau thân này rồi, không có còn một cái thân nào khác nữa hết. Thì đó là
là cái nguyên nhân mà thứ mấy, thứ tư là Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai. Rồi, bây giờ tới cái nguyên nhân động đất thứ năm là khi mà Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc đó quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Khi mà Ngài ấy là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái lúc mà đại giác ngộ đó, giúp giác ngộ viên mãn á, ngay cái khoảnh khắc đó thì địa cầu này rung chấn hết, chuyển động hết, và tất cả chư thiên là truyền với nhau là Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ ở chư thiên ở dưới dục giới mà truyền lên dài 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 lên các tầng trời, rung động hết tất cả 33 tầng trời, là thông báo chư thiên, thông báo với nhau âm ba gian dội hết. Sau này mình sẽ học những cái bài kinh đó. Là Bồ Tát Tất Đạt Đa đã chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tầng trời trên Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tầng trời tiếp theo trên Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, được truyền lên tối trên các cái tầng trời cứu cánh và chấn động hết tam thiên đại thiên thế giới, 10.000 thế giới chứ không phải chỉ có 3.000 đâu. Trong Đề Kê Gia là nói 10.000. Và lúc đó thì các cái vị chư thiên mà có duyên, có pháp duyên, có tâm cầu pháp thì là tập trung lại để chúc tụng. Quý vị biết rồi cái cảnh đó, là quý vị có thể tưởng tượng nổi cái cảnh đó không? Bây giờ chẳng hạn như là các cái vị mà nguyên thủ quốc gia mà mới được sao đắc cử tổng thống phải không, như Mỹ chẳng hạn, là bao nhiêu các nguyên thủ ở cả hàng trăm nước phải không, có người thì đến chúc mừng, có người thì gửi thông điệp hay là gửi thư tín gì đó, bây giờ nhiều cái loại email gì đó, nhiều cái kiểu. Thì đó là có một vị vua bình thường ở phàm phu mình, nó huống chi là một cái bậc thiên nhân sư. Thì lúc đó quý vị có thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà tất cả các tầng trời này vang lên, vang lên, vang lên, vang lên, Bồ Tát chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác rồi, Bồ Tát Tất Đạt Đa chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mà có vang 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 qua 10.000 thế giới, và tất cả các vị chư thiên phạm thiên rồi bay xuống hết dập đầu đảnh lễ chứng vua trời ấy. Quý vị có thể tưởng tượng nổi cái cảnh đó không? Có nổi da gà chưa? Rúng động không? Cho nên cái này mà mình làm phim á, mới diễn tả được một phần nào. Rồi sao nữa? Lại nữa nè Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, lúc mà Ngài chuyển pháp luân, cái thời pháp đầu tiên đó, độ năm anh em Kiều Trần Như đó, thì lúc đó là địa cầu này đó rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đây là nguyên nhân thứ sáu, duyên thứ sáu khiến cho địa cầu chấn động. Là khi mà Bồ Tát, khi mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, thành đạo rồi chuyển pháp luân. Rồi bây giờ tới là khi mà Như Lai chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ không có duy trì mạng sống nữa. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là gì? Khi Như Lai nhập vô dư niết bàn, lúc đó thì địa cầu này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đây là nhân thứ 8, duyên thứ 8 khiến cho
đại địa chấn động. Đó là chúng ta mới điểm sơ một bài kinh ngắn về động đất. Tám nguyên nhân địa cầu này chấn động. Thành ra những cái động đất phía sau thì chúng ta thấy là tốt lành, không có làm tổn hại người với đồ vật. Không có. Vì thấy Đức Phật của mình có vĩ đại không? Thấy tối thượng không? Cho nên quý vị lại Phật là phải nhớ như thế này. Chính vì vậy mình mới lại Phật. Mình mới kính ngưỡng Đức Phật. Mình mới tôn thờ Đức Phật. Mình mới niệm Phật. Cho nên là cái đức hiệu của Phật á, là chúng ta cũng phải hiểu. Thật ra cái từ Đức Phật nghĩa là sao? Nhiều khi mình nghe chữ Phật, mình nghe người ta nói, mình nói vậy chứ. Chữ Phật nghĩa là sao? Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm. Những cấu uế trong đời, tự mình thoát cấu uế, tự mình tẩy sạch tâm. Ngài sanh ra trong đời, Ngài lớn lên trong đời, nhưng Ngài thoát khỏi đời, không bị đời uế nhiễm. Vì vậy Ngài được gọi danh xưng là Đức Phật. Bậc giác ngộ giải thoát, con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Đây là cái bài giải thích ý nghĩa chữ Phật là như vậy đó. Ở trong Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai là giải thích 10 đức hiệu. Ở đây là một trong 10 đức hiệu đó. Chữ Phật là bậc giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái gì? Tự mình phát giác những cấu uế trong tâm. Những cấu uế trong đời. Rồi tự mình thoát cấu uế, tự mình tẩy sạch tâm. Mấy cái này sâu sắc hay. Vi diệu lắm. Thứ nhất á, là tự mình phát giác ra, chứ không phải người khác dạy. Ngày đi học, chúng ta nhớ không ạ? À? Chúng ta nhớ ngày đi học không? Bao nhiêu vị thầy không? Rồi 6 năm khổ hạnh không? Nhưng mà sau cùng là Ngài thấy tất cả các vị thầy dạy cho Ngài những cái tầng thiền rất là cao. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là Ngài tu tập và Ngài đó trải nghiệm và Ngài chứng được đó là tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định, mà cái này nó sâu lắm. Nhưng mà Ngài thấy rằng đó, tám cái loại thiền định này đó chưa có giải thoát được sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não.
Cho nên Ngài không hài lòng. Thì các vị thầy của Ngài là muốn giữ Ngài lại đó, truyền ngôi. Giống như bây giờ là trao cho ngôi trụ trì vậy đó. Nói gì cho dễ hiểu. Hồi xưa là trao cho cái ngôi giáo chủ của một cái giáo phái. Nhưng mà Ngài không chịu. Ngài nói Ngài đi tu, Ngài không phải làm trụ trì. Đi tu không phải làm giáo chủ. Mà cái mục đích của Ngài đi tu á là gì? Là gì? Là giải thoát cái gì? À, giải thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên trong một bài kinh đó, Đức Phật nói là tại sao mà Đức Phật xuất hiện thế gian này? Vì thế gian này có sanh già bệnh chết. Vì thế gian này có tham sân si. Vì thế gian này có khổ đau, có phiền não, cho nên Như Lai mới xuất hiện. Thì như vậy cái sự mà tầm cầu, tìm kiếm, bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, bỏ nghĩa là cha già, mẹ yếu, tức là dưỡng mẫu của Ngài đó, Ngài Ma Ba Sa Ba Đề đó, phải không? Bỏ hết lục thân quyến thuộc, rồi cha mẹ, ngai vàng, rồi vợ con, anh chị em, lục thân. Mà Ngài đi tìm, không phải là đi tìm một cái địa vị, không phải là đi tìm một cái là danh tiếng, không phải đi tìm những cái cảnh giới mà cái tâm nó được bình an, cho mình được yên, mình được an, mình được khỏe, được nhàn. Mà Ngài đi tìm cái sự mà cắt đứt cái dòng sống chết khổ đau, luân hồi sanh tử. Luân hồi là nó quay vậy nè, sống rồi chết, rồi sống rồi chết, rồi sống rồi chết. Mà phải sống chết nói cho nó gọn không? Từ cái chỗ sống mà nó tới cái chỗ chết thì chánh giữa nó có cái gì? Có gì? Lo lắng, bất an, sợ hãi, khổ sầu, tai nạn, bệnh hoạn, chết chóc. Phải không? Rồi hơn thua, rồi nhân ngã, rồi bỉ thử, rồi lường gạt, rồi đấu đá, rồi giành giật, đâm chém, rồi sát hại, rồi đủ thứ hết trong đầy một đống khổ. Đức Thế Tôn mới gọi là đại khổ quẩn, là một đống khổ lớn. Cái bài kinh tiểu khổ quẩn và đại khổ quẩn. Đức Thế Tôn nhìn cái thế giới này là một đống khổ to lớn. Mà Ngài muốn gì? Ra khỏi cái khổ đó. Mà khi Ngài á, đi tìm một cái con đường để mà đi ra cái đống khổ đó, thì không ai chỉ cho Ngài cái con đường rốt ráo để đi ra khỏi hết trơn á. Bởi vì các cái tầng thiền định nó được rồi, nhưng mà tới chừng là mà hết cái định thì trở ra là cũng còn tham sân si khổ đau nữa, rồi cũng còn tái sanh nữa, cũng còn ở trong một cái thân kiến, cái kiến chấp, cái ngã chấp, một cái tôi, cái ta. Nhà thấy cái gì không được, không được. Mà không có hài lòng, không có thỏa mãn. Cho nên làm sao? Mày quyết định là bỏ hết. Bỏ hết. Không đi theo thầy nào nữa hết. Tự đi tìm. Thì khi mà Ngài tự đi tìm đó, thì đó là bậc tự mình phát giác những cấu quế trong tâm. Ngài thấy được năm thủ quẩn. Thân này là sắc. Cảm giác là hình bóng. Suy nghĩ rõ biết. Ngài nhìn thấy được cái hình hài này, bên trong này là những cái cảm giác, và bên trong nữa là những cái hình bóng tưởng, bên trong nữa là gì? Là những cái lời nói lầm thầm, suy nghĩ là hành. Và sâu xa nữa là cái sự rõ biết nhận thức.
Thì như vậy Ngài nhìn thấy được đây là một cái gì? Năm cái thứ này. Đây nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì Ngài nhìn thấy được cái này rồi đó, thì Ngài mới đào sâu vô trong năm cái này. Thì Ngài thấy rằng cái sắc này đó là do gì? Tinh cha quyết mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, do tứ đại tác thành, vô thường bệnh hoạn, nhiều vi khuẩn, vi trùng, vi rút, nhiều bệnh tật, già nua chết chóc, bất an tai họa. Thì Ngài thấy cái này đâu có gì mà hạnh phúc trong này. Chúng sanh vì tham đắm cái sắc này cho nên làm sao? Bao nhiêu là tranh đấu, rồi nghĩa là ganh ghét hại với nhau, lừa dối với nhau, mà thậm chí là người thân thương với nhau mà cũng gian dối với nhau. Cho nên đó là cái sắc này Đức Thế Tông nó là vô thường, là khổ, là trống rỗng, cuối cùng còn một đấm tro, hoặc là đi ra nghĩa địa. Rồi những cái cảm giác này là những cái cảm giác vui buồn hay là không vui không buồn trong này, sân si, tham sân si trong này đó. Những cái cảm giác mà dễ chịu vui làm tham, những cái cảm giác khó chịu bực là sân, những cái dám tưởng thường thường, những cảm giác thường thường làm nói tôi, là mình cũng si mê trong này. À, là Đức Thế Tông ta những cái cảm giác này duyên sanh vô thường, chút rồi nó mất hết. Rồi những cái hình bóng trong tâm nó ám ảnh, ám ảnh hết cái hình bóng này, tới cái hình bóng kia, rồi hết cái hình bóng kia, tới hình bóng nọ, mà tham sân si không à, hờn trách, oán hận, buồn phiền không à. Những hình bóng trong tâm khổ vô thường, tưởng rồi những cái suy nghĩ là thôi khỏi nói rồi, phải không? Hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, hết cái nọ tới cái khác, mà vô nằm ngủ mà nó không cho ngủ, mà nó kêu mình phải nghĩ, chứ nó không cho mình nghĩ, dấu hỏi, mà nó kêu mình nghĩ, suy nghĩ, hạnh. Trong này bất an, nhiều căng thẳng. Rồi bây giờ thấy không? Thấy người ta bị nhiều không? Sau cái mùa dịch này nè, là rất nhiều. Không những trong nước mình mà toàn cầu hết. Căng thẳng, áp lực, là trầm cảm, rồi thậm chí là đi tới cái vấn đề về thần kinh, điên loạn. Rồi trong cái nhận thức cũng vậy, nhận thức là tôi hơn, tôi bằng hay là tôi thua, nhận thức theo cái là bản ngã, theo vô minh, theo chấp thủ. Đức Thế Tôn nhìn thấy được năm thủ quẩn là khổ. Ngài đi sâu vô trong năm thủ quẩn này, Ngài nhìn thấy những cái cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này nè, là gì? Là cứ tham sân si không hả? Hơn thua bản ngã không hả? Rồi làm khổ cho nhau không? Cho nên bậc tự mình phát giác những cấu quế trong tâm. Mà cái chỗ thâm sâu là vô minh và tham ái. Vô minh là không thấy ngũ uẩn, cho là mình. Vì không thấy, không biết ngũ uẩn nó vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình tưởng nó thường, tưởng nó vui, tưởng nó là mình, là tôi. Cho nên mình yêu thích nó. Từ vô minh nó đi kèm chung với tham ái, tức là không hiểu biết cho nên nó khoan khoái. Không hiểu biết cho nên nó khoan khoái, nó yêu thích đó. Và như vậy thì từ cái không hiểu biết cho nên nó ham muốn, nó yêu thích, nắm giữ đó, rồi nó khổ đạo. Bởi vì nó đem một đống khổ về. Ngồi đây có ai từ lúc sanh ra không có bệnh gì, giơ tay lên. Nó mới có nói một cái thân thôi đó. Bây giờ nếu mà kể ra là bao nhiêu gan, tim, gì nữa, bao tử, huyết áp, mắt, tai, mũi, họng, tiểu đường,
gì nữa, ung thư xương khớp gút đó, kể hoài, ngồi đây kể hoài, đó là một đống đó. Vậy mà ham khoái cái thân này lắm, yêu thích nó lắm, nắm giữ nó lắm, cho nên gì đó mà khổ đau. Mà Thế Tôn là đoạn tận gì hữu ái, tức là yêu thích cái sự hiện hữu trong cái thân này đó, Ngài từ bỏ cái yêu thích đó, cho nên Ngài không còn trở lại cái thân nữa. Tại vì mình á, mình tuy là nó khổ vậy đó, nhưng mà mình còn khoái, mình muốn, mình đời sau có cái ngon ngon hơn cái này. Nhưng mà đâu phải muốn là được đâu, tạo nghiệp, cho nên đâu phải muốn là được. Thành ra nó được là phải tương xứng cái nghiệp thiện của mình, nó mới được cái tương xứng đó. Thí dụ giờ mình có 100 đồng thì mình mua cái món đồ vừa 100 đồng, chứ mình có 100 mình đòi cái món đồ 1 triệu sao được, phải không? Thấy chưa? Giờ thấy mình thiếu nợ người ta mà mình đòi mình xài kiểu triệu phú là sao? Cũng đâu có được đâu, đâu có được. Cho nên là Thế Tôn là gì? Cắt đứt cái hữu ái, yêu thích cái thân này, Thế Tôn cắt đứt. Cái chỗ này là chỗ thâm sâu, chỗ này mới gọi là giải thoát sanh tử. Trong thời đó giờ mình học mình không hiểu, ủa, giải thoát sanh tử là cái gì? Tức là Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn rồi, không trở lại cái thân ruột gan phèo phổi mà mũ máu mà phân nước tiểu như mình nữa. Tức gọi là giải thoát sanh tử, không còn sanh ra để chết nữa. Mà mình là còn sanh dài dài, sanh hoài hoài, sanh mãi mãi. Mà không biết mà phải thân mà sanh mà được con người như vậy thì cũng sanh, cũng chịu. Nhưng mà nó không được con người mà nó cần cái con kiến, con gián, con chuột cống, mà con chó, mà con chó ghẻ nữa, một con muỗi, con voi. Mà có cái con đó là còn đỡ hơn là cái ngạ quỷ cô hồn, quỷ đói, rất dơ, rất dưỡng vậy đó. Không ai cúng cho ăn đó. Đói hoài, mà còn khi cúng cũng ăn không được nữa. Khổ nữa. Rồi đừng nói chi là cái cảnh địa ngục. Là thôi rồi, rồi khỏi cần nói nữa. Vô lượng vô biên thống khổ, chịu khổ hoài. Cho nên Thế Tôn mới là gì? Cắt đứt cái hậu hữu, hữu ái. Hậu hữu là cái thân sau, cái thân của đời sau, Ngài cắt đứt. Ngài không có yêu thích có thân, Ngài không mong muốn có cái thân nữa. Ngài muốn chấm dứt, Ngài muốn từ bỏ, Ngài muốn thoát ra. À, cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thâm sâu mà có thể quý vị là ít có được nghe, mà nghe kỹ cái này để biết ha, biết là Đức Phật giải thoát cái gì. Cái chỗ cao nhất của đạo Phật là cái đó đó, tức là không còn tái sanh nữa, không còn tái sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Lục đạo là gì nè? Lục đạo luân hồi là gì? Trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Chịu cái nào? Chịu người, chịu trời không? Chịu, chịu cái ngon không à? Atula đó là giống như mình nói nôm na dễ hiểu đó, dạ xoa Atula là thần đạo, trời là tiên. Có phước nhưng mà sân si dữ lắm. Mà chúng ta nhớ là ở trong 6 cái này đó là nó lòng vòng mà nha. Không có cái nào chắc cái nào hết đó. Ví dụ bây giờ đang ở đỉnh cao, bây giờ chư thiên đây mà sướng quá rồi. Mới đẻ ra cái con 1 tỷ đô la. Không làm gì chứ, sướng quá rồi, ăn rồi hưởng thụ rồi, nhiều khi là có khi là tạo nghiệp, rồi có khi là trị lạc. Bởi vì đâu có biết cực khổ gì đó. Đó, rồi mê hưởng cái phước trong đó. Trừ khi thánh đệ tử thiên, tức là cái chư thiên này có học giáo pháp của Đức Phật, gọi là thánh đệ tử thiên. Còn kia là phàm phu thiên, là cứ hưởng rồi xong cái lọt, từ ở trên này mà lọt xuống.
Cái chỗ sâu nhất của lục đạo là gì? Cho nên trong sáu cái này không có cái nào bảo đảm hết trơn. Thành ra cái người tu là muốn đi ra khỏi sáu cái này. Thì muốn đi ra khỏi cái đó, người ta gọi là muốn giải thoát, muốn thoát ra. Đi ra khỏi cái đó người ta gọi là muốn viễn ly, muốn xuất ly, muốn thoát ly, muốn giải thoát. Muốn đi ra khỏi thì đó gọi là chấm dứt sanh tử, là không vô sáu cái lòng vòng này. Cái sáu cái này nó cứ quay hoài như vậy nè. Đó, bây giờ dưới địa ngục mà nó hành hạ vô lượng vô số vô biên kiếp rồi đó, mà tới chừng hết cái nghiệp địa ngục nó ngoi cái đầu lên đó là làm chó, làm súc sanh, làm bò, là phải làm heo, rồi cho người ta cân ký như vậy, bán cắt mổ xẻ gì rồi, nghĩa là thập quyết vậy đó. Rồi ông thôi làm trâu, rồi kéo cài, làm bò vậy đó, rồi nhiều đời nhiều kiếp hết cái con bò này đó, rồi mới ngồi lên cái gì. Rồi có khi là từ địa ngục lên ngạ quỷ rồi mới lên được súc sanh, còn vô cái lò ngạ quỷ nữa. Mà có khi từ địa ngục mà lên thẳng là súc sanh, nhưng mà khi súc sanh rồi mới ngồi hết rồi đó, bị đánh bị đập rồi kéo xe chở nặng. Kỳ đó có một cái hình ảnh hết sức xúc động luôn, cái con ngựa đó nó kéo cái đồ nặng mà nó ốm yếu ha, xong mà có nó quỵ xuống, nó quỵ xuống gì nữa, cái ông chủ này ông quất, ông cầm cái cây mạnh lắm ông quất, mà nó phải cho nó đứng lên, đặng nó kéo, nó ráng nó đi một chút, quỵ xuống ngã chết luôn ngay ngoài đường á, không chịu nổi nữa, quá sức rồi, quá sức rồi, chịu không nổi nữa. Mà chúng ta thấy những cái đó là nó phản chiếu hình ảnh của mình đó, chứ không phải ai đâu. Thì trong cái dòng luân hồi này hồi xưa đó là mình cũng là, đâu có phải tự nhiên mà cái ông đó không quýnh nó đâu. Hồi xưa nó là nó làm sao? Nó hành hạ ông, và bây giờ nó quay ngược trở lại, nó cứ cái dòng cái gì là gọi luân hồi đó. Tức là nó cứ quay qua quay lại vậy đó, mà mình ăn cái con gà con vịt mình mổ mình xẻ nó. Đó. Rồi đó. Rồi mai mốt mà nó ngồi lên làm người, cái mình là lọt xuống trở lại thành mấy con đó, thì nó gặp, nó ra chợ mà nó gặp mình nó nắm ngay chân, chứ nó không lựa con khác, nó con này mới ngon. Cho nên mình ra chợ mà mình thấy mình lựa, trời cái con này ngon nè, là đúng rồi đó. Rồi mai mốt rồi tới cái đợt mấy trăm kiếp sau nó cũng lại, nó con này mới ngon nè, phải mua ăn sống, mua tươi mới ngon. Chứ ta làm rồi không chịu nữa, đem về. Đó. Chứ đâu phải tự nhiên vậy đâu. Nó cứ luân hồi là nó cứ là quay hoài. Nó lòng vòng qua. Cái mình ăn nó ăn mình. Rồi mình ăn nó ăn mình. Rồi mình giết nó giết mình. Rồi mình cứ chửi nó chửi mình. Mình đánh nó đánh mình. Mình mổ nó mổ mình. Mình cắt cổ rồi nó cắt cổ mình. Nó làm hoài vậy. Vậy là luân hồi. Sợ không? Ăn chay được chưa? Có không? Cha trường hết không? Cha trường giơ tay coi. Giơ cao á, giơ thẳng cao lên. Thẳng cao lên chứ, giơ yếu, ít xịu vậy. 10 ngày. Ăn 10 ngày giơ cao coi. Phải cố gắng lên. Cố gắng lên. Bây giờ ăn chay tốt sức khỏe lắm. Rất dinh dưỡng. Rất là thực dưỡng, cố gắng lên. Chai trường càng tốt, mà chưa có trường chai được thì nâng cấp lên. Bớt cái nghiệp sắc sanh. Đó, mới kể sơ sơ là thấy nổi da gà ớn rồi đó. Thấy ớn rồi đó. Thấy không? Thấy ớn không? Đó, vậy thêm cái con ngựa đó, mà nó không có đi nổi, nên nó sụm vô một quánh đó. Quýnh nó là bắt nó phải đi, nó kéo, mà nó kéo một hồi nó ngã xuống nó chết ngay trên đường. Người ta đứng người ta coi, người ta khóc. Mấy người đứng người ta nhìn người ta khóc, tội nghiệp quá. Mà đâu phải con ngựa mấy vị đâu quý vị, con người có không? Có không? Họ hành hạ làm việc ghê gớm lắm quý vị ơi. Một ngày đó làm 14 tiếng, 16 tiếng, từ 18 tiếng.
bóc lột sức lao động hồi xưa đó, làm nô lệ, quý vị biết không? Bây giờ cũng có nữa. Giờ mình điều mình không thấy, không biết hết thôi, cho nó nhiều lắm. Rồi đó, từ trong cái loài súc sanh đó, mà gán ngôi lên trả hết cái nghiệp rồi đó. Thấy không? Bò kéo xe, trâu cài, rồi làm thịt cho người ta ăn mổ, ha, thập huyết đồ vậy đó, hết cái nghiệp rồi nó mới ngôi lên đó. Đuôi điếc, câm ngọng, sanh ra bệnh đau, sanh ra cái ung thư. Vậy thấy không? Bởi cái cảnh luân hồi nó khổ vậy. Mà sao cứ mê hoài, mê hoài, tham sân si hoài, không có chịu từ bỏ, tâm chịu rộng mở khổ đó. Mà quý vị thấy ngồi lên vậy đó, giờ quý vị đi vô mấy cái trại tâm thần coi, họ đứng ngồi chửi vậy đó, ha. Bà mẹ này bà nuôi 3-4 đứa con bệnh tâm thần 20 mấy năm. Mỗi một ngày là bà đưa cái thao cơm mà bà trộn một miếng thuốc an thần vô, thuốc ngủ á, bà đưa vô mà nó chửi bà, nó đánh mà mỗi lần đưa nó rồi phải rào lại, được chừa cái lỗ vừa đưa cái thao cơm vô. 3-4 đứa con bệnh tâm thần 18 năm, 20 mấy năm, nó liền, nó đánh, nó chửi, nhốt mỗi đứa là một cái khung vậy đó, giống cái lồng vậy đó, một cái phòng vậy là ngăn ra bằng cái toilet vậy thôi. Đưa cơm, trộn thuốc ngủ vô, đưa, chửi mà nó lấy đồ đó, đánh liền đó. Rồi từ cái đó rồi quý vị mới ngoi lên thêm lần lần, mà ngoi tới mà ngồi chỗ này là phước dữ lắm, ráng tu đi, quý vị biết không? Cho nên mới gọi là được thân người là gì? Khó được, đó là vậy đó. Rồi còn gặp chánh pháp nữa, càng khó hơn nữa. Mà quý vị được những cái khó được, cho nên tại sao mà Minh Thành lần nào về nhắc quý vị tu nhiều lên, tu nhiều lên, tinh tấn lên. Tại vì mình xảy chừng cái thôi, lọt xuống ba cái đường đó là quý vị biết 1.000 tỷ năm chưa có ngôi lên được. Đâu có giỡn đâu, đâu có dễ được đâu. Mình thấy vậy đó, tại vì mình vô minh, mình si mê, mình không hiểu biết, mình không có con mắt thiên nhãn, Phật nhãn, thánh nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, cho nên mình con mắt thịt. Thành ra mình thấy cái này bình thường, nhưng nó không có bình thường lúc nào hết đó. Mình phải gieo trồng rất nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, rất nhiều thiện lành ở trong cái quá khứ. Thì bây giờ mình ngồi đây mà mình được nghe chánh pháp nữa, thì quý vị nghĩ rằng cái phước của quý vị nó cỡ nào? Tự cho chàng pháp tay đi. Phải trân trọng, cố gắng lên nữa. Không có phung phí phước, không có quan phí phước, không có lãng phí phước, không có phí phạm phước. Quý vị thấy không? Đức Phật nhìn thấy được gì? Cấu quế của cuộc đời này nãy giờ là nói đó. Mà những cái đó là cái gì? Từ cái cảm thọ tham sân si vô minh bản ngã dục ái của mình, những cấu quế trong đời. Chẳng có gì, mình giống vậy, rồi người ta giống vậy không? Ngũ quẩn nào cũng giống vậy không? Đầy dẫy tham sân si bản ngã hơn thua, đó là cấu quế của mình, rồi cấu quế của chúng sinh. Mà Đức Phật là gì? Bậc tự mình phát giác những cấu quế trong tâm, những cấu quế trong đời. Rồi sao? Tự mình thoát cấu quế, tự mình tẩy sạch tâm. Cái này mới là tối thượng đó. Cái này để cho chúng ta lại. Mình có khi mình nghe, mình cũng hiểu, mình cũng biết tham sân si là xấu này, nhưng mà mình tẩy không nổi, mình không chịu tẩy. Mà mình tẩy, tẩy cũng chưa nổi, không có nỗ lực. Tẩy một chút rồi thôi bỏ. Thí dụ như bây giờ hết hai cái trang giấy vậy đó, dơ vậy, mình lấy cục gươm lên mình tẩy tẩy quẹt quẹt quẹt, thôi làm biển thôi, bỏ xuống. Thấy chưa? Còn ngày không có, ngày tẩy sạch hết, hoàn toàn hết. Cả một cái cuốn sách dày như vậy, vô lượng vô biên kiếp, mình cứ tính là một trang hay là một đời đó. Từ dưới này mà lên tới cái trên nóc chùa, mà ngày tẩy hết trơn, từng trang ngày tẩy sạch hết trơn. Xứng đáng lại không?
xứng đáng lại Ngài không? Ngài sanh ra trong đời, Ngài lớn lên trong đời, nhưng Ngài thoát khỏi đời, không bị đời uế nhiễm. Chỗ này là chỗ tối thượng, cho nên mới lấy hoa sen ví dụ. Đức Phật trong kinh, Đức Phật hay nói cái ví dụ hoa sen, cho nên người ta mới để cái hoa sen dưới chân của Ngài đó. Chứ trong Nikaya không có để là Ngài bước, mỗi bước bông sen nở dưới chân, không có để. Nhưng mà Ngài giảng, Ngài hay nói về bông ta giống như hoa sen vậy đó. Sanh ra ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn đó. Giờ lên trên mặt nước rồi vượt ra khỏi nước. Ta không có, hoa sen không có bị ô nhiễm bởi bùn mà không có bị ướt bởi nước nữa. Cho nên thì Ngài đó, lấy cái đó để ví dụ đó. Ngài sanh ra trong đời, Ngài lớn lên trong đời mà Ngài đó không có bị đời làm ô nhiễm. Ngài thoát ra khỏi đời. Vì vậy Ngài được gọi danh xưng là Đức Phật. Bậc giác ngộ giải thoát, con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Đó là chúng ta bữa nay mới giải thích một chữ Phật thôi đó, chứ 10 cái đức hiệu lận. Và chúng ta mới giải thích là sơ lược một chữ Phật là ý nghĩa vậy đó. Tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời. Tự mình tẩy sạch những cái cấu uế. Các tỳ kheo, kinh Vi Diệu, khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Bốn pháp đó là gì? Quần chúng ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ. Khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe lắng tai, chánh trí an trú tâm. Đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất khi mà Đức Như Lai xuất hiện ở đời. Cái vi diệu thứ nhất là phàm phu chúng sanh á, là họ ưa thích nắm giữ lắm, ưa thích chấp thủ lắm, ưa thích gom góp tích lũy nắm giữ chất chứa chấp thủ. Nhưng mà Đức Phật Ngài ra đời, Ngài giảng cái pháp buông xả. Nhưng mà nó những chúng sanh nghe cái pháp này đó, thì họ lại là chấp nhận. Họ lắng tai, họ nghe. Và họ thành tựu được cái trí tuệ và an trú tâm vào trong cái sự mà buông xả. Đây là cái điều gọi là vi diệu chưa từng có. Chỉ có Phật mới có thể làm được cái điều đó, mới giúp chúng sanh xả bớt chưa, xả bớt chưa. Xả bớt chưa. Ngồi em ru chứ nhỉ? Có không? Nhiều chưa? Mà có chịu không? Chịu xả không? Chịu buông không? Nắm là khổ, mà cứ than khổ mà không chịu buông ra. Bây giờ mình giận đó, có phải mình nắm không? Phải không? Rồi bây giờ mình đó là hơn thua, có phải nắm chấp không? Có phải không? Bây giờ buông cái đó ra cái là phải hả? Giờ chịu phải hay là chịu không? Chịu mệt. Chịu cái nào? Khỏe thì buông. Mà quý vị buông được, xả được là quý vị làm được cái việc là vi diệu chưa từng có. Người không biết tu làm không có được. Cho nên về núi là cứ xả vô lượng tâm hoài, cứ tập xả hoài.
xả tham sân si, xả bản ngã, xả chấp thân, thực tập cái buông xả đó. Cái điều vi diệu thứ hai là gì? Quần chúng ưa thích kiêu mạn, tức là ngã mạn đó, ưa thích kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn, thích thú trong kiêu mạn. Mà khi pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe lắng tai, chánh trí an chú tâm. Này các tỳ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai, tức là dẹp bỏ kiêu mạn. Ngài dạy sống khiêm hạ. Chúng sanh thì thích cao ngạo, Ngài dạy sống khiêm hạ. Nhưng mà chúng sanh nghe cái pháp của Ngài đó thì chấp nhận an trú tâm. Hạ xuống chưa? Hạ chưa? Cúi đầu xuống chưa? Có biết lại chưa? Có không? Chúng ta thấy không? Đặc biệt không? Ai ở ngoài là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì phải tính kỹ rồi nha. Nhưng mà vô gặp tượng Phật cái là Nam Mô. Thấy chưa? Thấy rõ không? Ở ngoài là con ta đây này nọ kia, mà vô Nam Mô. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cái đó là ngày dạy mình là khiêm hạ, cung kính. Mà mình hiểu là nó nhỏ quá đi. Mình chỉ nghĩ là cung kính trước tượng Phật thôi, mà mình không biết cung kính đối với tất cả mọi người. Nhớ kỹ cái này. Không phải chỉ cung kính trước cái bức tượng, cái tấm hình đó, mà cung kính đối với tất cả những con người. Khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Mà mình làm được cái này là mình làm được vi diệu chưa từng có. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Cho nên ở trong đạo tràng đi cái giá đó là con cho các vị đó quỳ lại xin lỗi nhau. Lại xin lỗi nhau. Người tu mà tự thấy mình có lỗi cũng quỳ xuống lại luôn giữa đại chúng, thậm chí mấy vị cư sĩ ngồi đó, xin lỗi. Mình có lỗi mình xin lỗi, có gì đâu. Tại sao mình sĩ diện mình nói tôi hay, không thèm xin lỗi? Thì tới chừng nào mà mình hết lỗi? Cho nên cái đó khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã, năm khiêm hai khéo. Khéo suy xét mình, khéo nhìn thấy cái lỗi của mình, chứ không phải khéo nhìn lỗi của người ta. Cho nên cái này là rất hay. Từ cái khiêm hạ này lần lần rồi mới tu được cái pháp diệt ngã, rồi mới đi tới cái vô ngã được. Cho nên sám hối diệt ngã. Chứ không thôi tu càng ngày đó, mới tu thì nó cứ tới đây thôi à. Tu riết hồi cái bản ngã nó lên vậy. Tu riết nó thẳng đứng vậy. Tu riết nó lên tới trên đài luôn. Rồi xong mà trật lất rồi. Thấy chưa? Chúng ta thấy không? Cho nên đó, này các tỳ kheo, quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn. Nhưng mà khi đó pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, họ lắng tai, chánh trí an trú tâm. Tức Đức Phật nói về cái pháp không kiêu mạn, tức là cái pháp khiêm hạ, cái pháp diệt ngã, cái pháp vô ngã. Nhưng mà mọi người là thích thú nghe, tâm họ chấp nhận, họ hoan hỷ và họ tu tập theo. Thì đây là cái điều mà vi diệu chưa từng có. Chỉ có Phật xuất hiện trên thế gian này mới có thể làm được cái điều đó. Không ai nói nghe hết trơn, Phật nói nghe. Không ai lại hết trơn, mà vô thấy cái hình Phật, cái tượng Phật, mà bất cứ thấy chỗ nào là cũng lại chắp tay cúi đầu lại hết trơn. Vi diệu, tại vì cái công đức của Ngài tu tập đã chứng đắc vô ngã hoàn toàn. Cho nên tất cả chúng sanh là quy phục kính ngưỡng. Mình tại sao mình muốn người ta kính mình mà người ta không kính? Thấy không? Thấy chưa?
nhớ cái chỗ đó. Rồi cái pháp thứ ba là gì? Quần chúng ưa thích không có an tịnh. Chà, cái này chúng cái đặc sản, chúng món ruột. Quần chúng ưa thích không an tịnh, tức là gì? Ồn ào lăng xăng dao động. Quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an tịnh, quan hỷ không an tịnh. Mà khi Như Lai thuyết giảng về cái pháp an tịnh, họ khéo nghe lắng tai, chánh trí an chú tâm. Này các tỳ kheo, khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. Cái lăng xăng dao động là chúng sanh thích lắm, khoái lắm. Ưa thích dao động, thích thú dao động, hoan hỷ trong dao động. Mà Thế Tôn nói pháp an tịnh. Mà chúng ta thấy không? 1000 vị tỳ kheo ngồi im ru, mà ông vô, ông vô, ông giật mình hết trơn. 1250 vị. Ông tưởng đâu một nhà người ám sát ta hay sao, mà người nói đây có 1000 mấy trăm người mà lại ta không có nghe cái tiếng gì chứ. Nói không, bệ hạ cứ vào, bước vô nhìn thấy Đức Thế Tôn mà thánh chúng một cái sụp xuống lại mà kính ngưỡng liền, muốn làm đệ tử liền. Cho nên ở trong cái đạo tràng Nikaya là thực tập cái an tịnh lắng dịu này rất quan trọng. Ở trên núi đó 100 mấy chục người tu, mà quý vị lên thì nếu mà ở ngoài bước vô là tưởng là không có ai chứ. Em ru à? Em ru. Giờ này mà vô mà thấy tới cái giờ tu mới nhìn thấy người đông, chứ còn mà em ru mà không thấy. Thành ra đó là con rất là thích cái an tịnh lắng dịu. Bởi vì mình lăng xăng, mình động loạn, mình dễ tham sân si lắm, dễ hơn thua. Vô nói qua nói lại cái rồi xong rồi có chuyện. Còn này ai cũng an tịnh lắng dịu á, nó muốn cái miệng nó giật giật cho nên nó an tịnh lắng dịu xuống đi, đừng giật. Điện giật à, phải không? Cái lắng xuống, nó dịu xuống, tự nhiên trong nhà êm xuôi hết, đạo tràng bình an hết trơn, trên dưới thuận hòa hết, an tịnh lắng dịu, dễ chịu. Gì nữa? Phải thuộc cái này, phải đọc, phải nhớ đọc, đừng có quên, đừng có quên. Niệm hoài cứ rảnh là cứ niệm, mà lúc nào mà mình thấy mình lăng xăng là mình niệm liền à. Niệm đi, niệm trái bài đi. Đúng ra cái đặc sản ở trong chùa của mình là an tịnh lắng dịu. Cho nên người sau này người ta không biết, người ta tưởng đâu phải làm rầm rầm cho người chú ý. Không phải, cái đó ngoài đời. Mà đi vào trong chùa là người ta cần cái sự an tịnh lắng dịu, trang nghiêm thanh tịnh. Cái đó khắp hành tinh tìm có. Chỉ có đặc sản ở trong chùa, ở trong đạo tràng, ở trong thiền môn nghiêm tịnh mới tuyệt diệu. Nhớ cái này quan trọng. Và đem cái an tịnh lắng dịu này về tập ở trong nhà, ở trong cái chỗ mình làm việc. Tập luôn ở trong từng hơi thở, ở trong cảm giác của mình. Tập luôn trong từng bước chân, trong từng lời nói, trong từng cử chỉ của mình. Nhẹ nhàng an tịnh lắng dịu. Được cái này rồi quý vị sẽ thấy quý vị có phép lạ lắm, đặc biệt lắm. Khi cái cơn giận nó nổi lên cái là mình lập tức mình có sự an tịnh lắng dịu là mình cho nó xuống liền. Mình quen, mình thuần thục. Còn cái gì mà cứ để cho nó bung, nó quen rồi đó thì nó cứ việc bung thôi. Nó bung ra thôi. Là phiền não là
sầu đau, là bất an, là bất quả, là bất trắc. Đó, nhớ cái đặc sản này. Mà đây là cái pháp vi diệu chưa từng có mà Đức Phật xuất hiện dạy cho chúng ta. Nhớ thực tập, nhớ thực tập, nhớ thực tập. Rồi cái cuối cùng là gì? Quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói buộc che đậy. Khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, thì họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Quần chúng là đi đến vô minh, đi đến trong cái bóng đêm, bóng tối, không thấy, không biết về ngũ uẩn, không thấy, không biết về những cảm thọ, không thấy, không biết về tham sân si, không thấy, không biết về vô minh, dục ái, bản ngã, không thấy, không biết sự dao động của thân tâm mình là khổ đau. Họ không thấy, không biết. Họ trở thành ra mù quáng, trở thành bị che đậy, bị trói buộc ở trong cái bóng tối vô minh đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cái pháp nhiếp phục vô minh, thì những vị này khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Đức Phật nói về trí tuệ, ánh sáng để soi thấy được cái bóng tối vô minh, để tẩy sạch vô minh, để phá tan vô minh, để thắp lên ngọn đuốc, thắp lên cái ánh sáng để cho mặt trời thánh tuệ được chiếu chiếu sáng, rực sáng, chói sáng, bừng sáng, tỏ sáng trong thân tâm của mình. Và tất cả chúng sanh đều thấm nhận được cái ánh sáng trí tuệ đó. Chúng ta thấy cái công đức của Phật vĩ đại chưa? Thấy chưa? Như vậy đó, ngày hôm nay là vào cái mùa Phật đản, tất cả chúng ta đã hướng tâm về thánh tượng, hình tượng, tôn kính của Đức Phật để mà mình nhớ nghĩ học đức hạnh trí tuệ từ bi của Ngài, ân đức vĩ đại của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta cố gắng tinh tấn, siêng năng làm những cái điều gì mà Đức Phật đã dạy. Đó là sự cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường đối với Như Lai, chính là sự thực hành pháp, thực hành đúng chánh pháp của Đức Phật. Đó là sự cúng dường tối thượng trong mùa Phật đản này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.